Hồi mới lớp mình vào lớp, hôm nay chúng ta bước vào một bài tập trị liệu vai gáy chuyên sâu. Từ đây mình đưa hai tay xuống mông, vén hai thịt ngồi sang hai bên. Hai tay thả lỏng đặt trên gối, từ từ thả mềm hai vai. Thả lỏng toàn bộ các đốt sống, thả mềm các cơ. Từ đây, đưa ý thức về hơi thở. Đưa hơi thở về đốt sống vùng xương cụt. Nhẹ nhàng hít thật sâu, vươn dài các đốt sống từ vùng cụt lên trên cổ gáy, rồi lên chóp gáy. Mềm mại thở ra thật chậm, cuộn mềm xương cụt, thả lỏng hông, lưng, vai, cổ, gáy. Lần hai, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thở hết ra. Lần ba, hít thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm, bạn thở hết đi nào. Lần bốn, hít thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, từ từ thả lỏng và thở hết ra. Một lần nữa, hít thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thả lỏng, thở hết đi nào. Từ đây, đưa ý thức và hơi thở về vùng rốn. Nhẹ nhàng hít thật sâu, căng phình bụng lên. Từ từ thở ra thật chậm, xẹp sâu bụng lại. Lần hai, hít thật sâu, căng phình bụng lên. Mềm mại thở ra thật chậm, xẹp sâu bụng lại. Lần ba, hít thật sâu, căng phình bụng lên nào. Từ từ thở ra thật chậm, xẹp sâu bụng lại. Một lần nữa, hít thật sâu, căng phình bụng lên. Mềm mại thở ra thật chậm, xẹp sâu bụng lại. Từ từ thả lỏng, hít thở điều hòa. Từ đây, đưa ý thức và hơi thở về vùng chóp mũi. Quan sát hơi thở đang được vào ra qua mũi. Vì hơi thở là cây cầu kết nối giữa tâm trí, cơ thể và cảm xúc, nên bạn hãy lỏng hơn nữa hơi thở của mình, lỏng hơn nữa các cơ, các đốt sống vùng cổ, lưng, vai, hông và toàn thân của bạn, để quan sát khi bạn hít vào, có một lượng khí và oxy tươi được đưa vào cơ thể. Khi bạn thở ra, cảm nhận những thán khí được đẩy ra bên ngoài. Cứ như vậy, hít sâu và thở chậm, thả lỏng hơn nữa. Hít vào và thở ra. Sau mỗi nhịp thở, hãy thả mềm hơn nữa các đốt sống vùng cổ, gáy và đôi vai. Thả lỏng các cơ. Cảm nhận cơ thể của bạn thật khoan khoái và dễ chịu.
từ từ đưa ý thức quay trở lại nơi đây. Cảm nhận sự xuất hiện của bạn trong không gian này. Tập trung đưa ý thức vào buổi học. Để buổi học được sẵn sàng, mời bạn chắp tay trước ngực, xoa nóng bàn tay. Xoa thật nóng lên. Phát ý vào bàn tay. Xoa thật nóng lên nào. Nóng hơn chút nữa. Nóng hơn chút nữa. Rất tốt. Rồi hai tay đặt vào vùng mắt. Dày nhẹ vùng mắt. Và xoay ngược lại. Nhẹ nhàng khẽ mở đôi mắt. Tay đưa ra xa. Mắt nhìn theo tay. Hai tay chắp lại. Ngón cái chạm trước ấn đường. Từ từ hạ xuống ngực. Cúi đầu xuống và cùng nói lời chào nhau. Namaste. Thẳng lưng, mềm vai. Hai tay sang ngang, hít thật sâu. Vươn cánh tay cao qua đầu. Vươn dài cơ thể, mềm vai xuống. Thở ra khép cằm lại. Chìm sâu hai vai. Thả lỏng hai cánh tay. Tách các ngón tay ra. Lần hai, hít thật sâu. Vươn dài cơ thể của bạn lên nào. Rất tốt. Từ từ thở ra thật chậm. Thật chậm mềm đôi vai. Khép cằm lại. Chìm sâu cánh tay. Lần ba, hít thật sâu. Quan sát oxy tươi trải dài khắp các đốt sống vùng cổ, gáy. Thở ra xả hết những thán khí từ cổ, gáy. Chìm sâu đầu vai. Khép cằm giãn cổ, gáy. Lần bốn, hít thật sâu. Bạn đón nhận năng lượng tích cực vào trong cơ thể. Từ từ thở ra thật chậm. Đẩy lùi tất cả những sự tiêu cực ra bên ngoài. Từ tâm trí, hơi thở và cơ thể. Lần năm, hít thật sâu. Cảm nhận sự khỏe khoắn trong cơ thể. Thật chậm, thở ra thật chậm. Thật chậm, đẩy hết những mệt mỏi, muộn phiền. Lần sáu, hít vào thật sâu. Bạn cảm nhận sự hân hoan chào đón khí và oxy tươi. Từ từ thở ra những mệt mỏi, căng thẳng và lo âu ra bên ngoài. Ôi, lần bảy, hít vào một hơi thật sâu. Bạn cảm nhận sự tươi mới tràn ngập trong tâm trí. Từ từ thở ra thật chậm, thở ra hết những mệt mỏi, chậm trễ, thả lỏng. Lần tám, hít thật sâu. Bạn vươn lên, vươn tới những điều bạn mong muốn về sức khỏe. Thở ra bạn nhả hết những mệt mỏi, những điều bạn lo lắng và không mong muốn ra bên ngoài. Hai lần nữa hít thật sâu, bạn vươn lên, cảm nhận bạn đang hạnh phúc với chính cơ thể của mình. Từ từ thở ra bạn bỏ đi những băn khoăn, những thứ không hài lòng về cơ thể, thả lỏng hết ra. Một lần nữa hít thật sâu, bạn đang cảm nhận khí và oxy tươi trải dài khắp cơ thể và tâm trí, vui với thực tại. Từ từ thở ra thật chậm, xả đi hết những lo toan, những muộn phiền hay lo lắng. Từ đây hít thật sâu, bạn vươn cánh tay đan vào nhau. Thở ra lật ngửa bàn tay hướng lên bầu trời. Thở hết ra kéo căng người đẩy qua bên trái, nhấn mông đùi phải xuống thảm. Quan sát sự căng giãn bên phải. Hít thật sâu trở về giữa. Thở ra nghiêng người qua bên phải, nhấn mông đùi trái. Quan sát eo lườn trái kéo giãn. Hít vào trở về giữa. Tách hai tay đưa ra phía sau lưng. Mềm vai, trùng cùi trỏ, đan tay. Hít sâu quận một vòng vai. Thở ra đẩy thẳng cánh tay. Chìm sâu hai đầu vai xuống nào. Thở hết ra, bạn gập thân người về phía trước, duỗi đầy hông ra phía sau, khép cằm lại. Mắt hướng nhìn xuống thảm, thân song song chếch một góc 45 độ. Hít thở đều, bạn giữ ở đây 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu, nâng thân người trở lại, tách hai tay. Lòng bàn tay hướng xuống thảm, các ngón tay hướng về mông. Tay đổi đi chị Hồng, hướng đúng rồi.
khép hai cùi trỏ ôm vào đường giữa, hít sâu đẩy căng lồng ngực, đẩy vai ra sau, thở ra đẩy hông lên, giãn toàn bộ mặt trước thân người, nâng ngực lên, kéo đáy chậu lên. Hít thở đều bạn giữ ở đây, 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào từ từ hạ mông trở về thảm, thở ra chúng ta thả lỏng. Ôi, hai bàn chân áp sát vào nhau, hai tay đan vào nhau, kéo gót chân về khớp háng, từ đây duỗi ngực về phía trước, mềm đôi vai, tấn hài xương ngồi xuống thảm, nhẹ nhàng hít sâu đầy căng lồng ngực về phía trước, từ từ thở ra mềm hai vai, quận nhẹ xương cụt hướng xuống thảm, đưa ý thức về vùng còng, đưa ý thức về vùng cằm của bạn, mềm hơn nữa đôi vai, mềm hơn nữa đầu vai, từ đây hít sâu xoay cằm sang bên trái, nâng lên trên. Từ từ thở ra hướng sang phải, kéo về giữa. Hít hai sang trái, nâng lên. Từ từ thở ra sang phải, về giữa. Hít ba sang trái, nâng lên. Từ từ thở ra sang phải, về giữa, lỏng khớp háng. Hít bốn sang trái, nâng lên. Đẩy cái đầu vai phải ra phía sau. Rồi từ từ thở ra sang phải, về giữa. Hít 5 sang trái, nâng lên. Kéo vai phải ra phía sau. Thở ra sang phải, cầm sang phải, về giữa. Một lần nữa hít sâu, cầm sang trái, nâng lên. Đẩy đầu vai phải ra phía sau. Thở ra đưa cầm sang bên phải, trở về giữa. Từ đây chúng ta đảo chiều, hít vào, xoay cầm sang phải, nâng lên. Thở ra sang trái, hướng xuống. Hít hai sang phải, nâng lên. Và thở ra sang trái, hướng xuống. Hít ba sang phải, nâng lên. Từ từ thở ra sang trái, hướng xuống. Hít bốn sang phải, nâng lên. Đầu đẩy cái đầu vai trái ra phía sau. Thở ra sang trái, hướng xuống. Hít năm sang phải, nâng lên. Đẩy đầu vai trái ra phía sau nào. Thở ra sang trái, hướng xuống. Một lần nữa hít vào sang phải, nâng lên. Đầu vai trái đẩy ra phía sau. Từ từ thở ra sang trái, hướng xuống. Về giữa, thở hết ra, khép cằm, thu về cổ, mềm gối đùi, gập sâu thân người, hướng xuống thảm. Có thể tách hai tay, hạ mềm cùi trỏ, khép cằm lại, gập sâu thân người, hướng xuống thảm. Quan sát toàn bộ vùng khung chậu, khớp háng, toàn bộ hai bên đùi trong được căng giãn, duỗi nhẹ ngực về phía trước. Hít thở đều bạn giữ ở đây, 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu từ từ duỗi ngực, chống bàn tay, bạn nâng thân người trở lại. Thở ra, bạn duỗi gối hai chân. Rồi dựng cổ chân, thấy mỏi mỏi cổ chân là đúng, rũ nhẹ khớp gối. Rồi từ đây dựng cổ chân lên, hít sâu duỗi mũi chân, thở ra đạp căng gót chân, nâng gót, hít hai và thở ra, hít ba và thở nào, hít bốn và thở ra, hít năm và thở nào. Rồi hạ gót chân xuống, gập các ngón chân xuống, thả lỏng, gập thả, gập thả, gập thả, gập thả. Rồi xoay cổ chân từ phải sang trái 5 vòng, 1, rất tốt, 2, đưa ý về mũi chân, 3, mở rộng biên độ ra, 4, rất tốt, 5, và xoay ngược lại, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi từ đây thu chân phải về, duỗi gối chân trái sang ngang, rồi thẳng lưng, quan sát một chút ha. Hai tay đưa sang ngang, hít thật sâu, bạn vươn cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể, mềm cái bả vai rồi, mềm bả vai xuống. Thở ra chúng ta đổ hai tay và thân người qua bên trái như này. Rồi, mở cái ngực phải, đẩy cái vai phải ra sau, được không ạ? Rồi, hít vào trở về giữa, vươn lên. Thở ra tiếp tục đổ sang bên trái, tiếp tục này, tay như này, đẩy cái vai này. Để cho cái vai nó được tác động, sau đấy thì cái gáy, đúng không? Chị Hồng ơi, cái tay trên ấy, trùng cái cùi trỏ lại để mở được cái cùi trỏ ra. Đó, mình quan sát trước đã. Rồi, chúng ta cùng làm ha. Rồi, thẳng lưng của mình lên nào.
Hai tay sang ngang, hít vào, vươn cánh tay cao qua đầu, vươn dài cơ thể. Thở ra đổ thân người qua bên trái, rồi mềm cùi trỏ phải xuống, đẩy cùi trỏ phải ra phía sau, quan sát cái vai. Đúng rồi, hít vào từ từ nâng thân người lên, mềm vai. Thở ra đổ người qua bên trái, mềm cái trỏ phải, đẩy chuột phải ra phía sau. Đúng rồi, khép cằm hướng xuống thảm. Rồi thật chậm, hít vào duỗi cái cằm hướng về cái tay trái. Thở ra khép cằm thu về. Hít hai duỗi, thả lỏng vai, thở thu về. Hít ba duỗi, đưa mắt nhìn theo tay, thở thu về. Một lần nữa hít bốn duỗi cằm, thở ra thu về. Từ đây hít vào từ từ nâng thân người trở lại. Thở ra hạ tay phải xuống ngang hông phải, vuốt mũi chân trái. Vuốt mũi chân trái, nhấn lực về tay phải, hít sâu xoay vai trái, lướt toàn bộ thân người đẩy hông nâng lên. Thở ra khép cằm hướng nhìn tay bên phải, quan sát cổ, các đốt sống cổ, các cơ xung quanh cổ, gáy. Hít vào xoay cằm hướng nâng lên. Thở ra xoay cằm hướng xuống dưới. Hít hai lên nào. Và thở ra xuống. Một lần nữa hít vào lên nào, chậm. Từ từ thở ra xuống. Rồi xoay vai trái, hít vào hạ mông trở về thảm. Thở ra chúng ta thu chân trái trở về, duỗi gối chân phải sang ngang, dựng cổ chân phải, đạp gót chân ra. Hai tay đưa sang ngang, hít thật sâu, bạn vươn hai cánh tay cao qua đầu, mềm vai. Thở ra đổ hai vai và tay sang bên phải, rồi chùm cùi trỏ trái, đẩy cái đầu cùi trỏ ra phía sau. Hít vào một hơi thật sâu, xoay cằm qua bên phải. Thở ra, đảo chiều, đẩy cằm ra xa, mắt hướng nhìn theo tay. Hít vào, khép cằm, thu về cổ. Thở ra lên, duỗi dài cằm. Hít hai, thu về. Thở ra, duỗi cằm. Hít ba, thu về. Thở, duỗi cằm. Một lần nữa, hít bốn, thu về nào. Từ từ thở ra, duỗi cằm ra. Rồi từ đây, hít vào, nâng thân người lên. Một lần nữa thở ra trùng vai, đổ thân người sang bên phải. Rồi đẩy cái đầu vai và đầu trỏ trái ra phía sau, xoay cằm hướng vai trái. Hít vào thật sâu nâng cằm lên, mềm cái vai, thở ra khép cằm thu về cổ trái. Hít vào nâng lên, từ từ thở ra khép thu về. Hít hai lên nào, thở ra khép về. Hít ba nâng lên, rất tốt, lỏng vai. Thở ra thu về. Một lần nữa hít sâu nâng lên. Rồi chậm rãi thở ra thu về. Rồi chắc mông và chân, hít vào nâng hai tay vươn lên. Hạ tay trái ngang hông trái, vuốt mũi chân phải, nhấn lực về tay trái, xoay vai phải, thở ra lướt toàn bộ thân người, đẩy hông nâng lên. Rồi từ đây xoay cằm mắt nhìn lên trần nhà, hít thật sâu. Thở ra khép cằm mắt nhìn về tay trái, chú ý trỏ trái, xoay lại. Hít vào xoay cằm hướng nâng lên, không để ưỡn trỏ tay ha. Thở ra khép cằm mắt nhìn về bàn tay trái. Hai lần nữa hít vào nâng lên, quan sát các cơ xung quanh cổ gáy. Thở ra. Một lần nữa hít sâu nâng cằm xoay cổ lên. Chậm chậm thở ra xoay cằm hướng xuống. Rồi xoay vai phải, hít vào hạ mông trở về thảm. Thở ra thu chân phải trở về, hai chân tách sang hai bên, rộng ra như này. Hít thật sâu lướt hai cánh tay sang ngang, từ từ thở ra khép cằm thu về cổ, rồi đưa hai tay ngửa ra phía sau, thở hết ra, đẩy vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rồi hít sâu lướt hai cánh tay nâng lên. Thở ra duỗi cánh tay về phía trước, quật xương cụt xuống thảm, quan sát lưng dưới căng giãn. Chúng ta tiến này, một phải lên, thu về, hai trái lên, hít, thu về, ba phải lên, hít, thu về, rồi bốn trái lên, hít, thu về, thấy nó giãn. Rồi tiếp tục, hít phải lên, thu về, hít trái lên, thu về, hít vào phải lên. Thở thu về nào, hít trái lên, thở thu về, quan sát cái vai và cái tay, cái cổ. Một lần nữa hít phải lên, thở thu về,
Hít trái lên, đúng rồi, rất tốt. Thở thu về, rồi từ đây hít vào tay lên. Xoay tròn vai, 1, 2, mở rộng biên độ vai ra. 3, rất tốt. 4, tốt lắm. 5, ngược lại, 5, chú ý. 4, 3, 2, 1, rồi từ đây chúng ta đan tay vào nhau, xoay nhẹ cổ tay đi ạ. Đúng rồi, thả lỏng vai ra, thả lỏng vai. Rồi và xoay ngược lại, xoay ngược lại. Hơi quật xương cổ xuống một xíu. Rồi từ đây chúng ta thu hai chân về, trở về trong tư thế cái bàn. Hai chân mở rộng song song bằng hông, hai tay mở rộng song song bằng vai. Xòe căng lòng bàn tay bám xuống thảm. Rồi từ đây nhấn một lực về bàn tay, đẩy lên vai. Từ lực ở vai đẩy xuống hông, duỗi mềm hai mũi chân. Quan sát các đốt sống vùng cổ thẳng hàng với đốt sống vùng lưng. Hạ lưng giữa xuống một tí chị Hồng, lưng giữa bên phải bị ù. Đúng rồi, tốt, khép gối vào xíu nữa. Đúng rồi. Rồi trải dài lòng bàn tay ra, đưa ý thức về vùng xương cụt. Hít sâu quận xương cụt lên, trũng thắt lưng rút rốn, mềm vai duỗi ngực kỳ vai xa tay. Thở ra quận đỉnh mông xuống thảm, quận tròn các đốt sống đầy gù lưng, thả lỏng đỉnh đầu rút rốn nào, rất tốt, thả lỏng cổ gáy. Hít hai, quan sát sự chuyển động của các đốt sống. Chú ý đẩy đầu vai ra phía sau để vươn được cằm, giãn cổ gáy. Từ từ thở ra, khép cằm lại, quận tròn lưng, quận đầy gù lưng trên. Đúng rồi, rút rốn vào. Lần 3, hít thật sâu. Đẩy đầu vai ra sau nào, rất tốt. Từ từ thở ra thật chậm, bạn thở hết ra. Một lần nữa, hít vào thật sâu. Mềm mại, thở ra thật chậm, từ từ thả lỏng và thở hết ra nào, kéo rốn về, thả lỏng cổ gáy. Giữ ở đây, 5, 4, 3, 2, 1, từ đây hít vào, bạn đưa lưng trở về thẳng trong thế trung lập. Thở ra, chúng ta tách rộng hai gối nào. Rồi, nhấn lực về bàn tay bên phải. Hít vào, bạn lướt cánh tay trái, nâng lên, mở ngực trái. Xòe rộng các ngón tay ra, thở ra luồn sâu tay trái qua nách phải. Quật nhẹ xương cụt lên. Hít hai, nhấn lực về tay phải, lướt cánh tay trái, nâng lên, mở nhẹ ngực trái. Thở ra luồn sâu tay trái qua nách phải. Quật nhẹ xương cụt lên. Hít ba, lướt cánh tay trái, nâng lên, mở nhẹ ngực trái. Từ từ thở ra luồn sâu tay trái qua nách phải, cuộn xương cụt lên nào, giãn cả lưng cả vai. Một lần nữa hít sâu, lướt cánh tay trái, nâng lên. Từ từ thở ra luồn sâu tay trái qua nách phải. Rồi hạ vai trái, chưa hạ đầu, sau đó kéo cái tai cái cổ đẩy lên trên mới hạ mang tai xuống. Rồi từ đây di chuyển 5 ngón tay bên phải, đi tiến về phía trước, duỗi thẳng cánh tay phải ra, đúng rồi. Sau đó di chuyển hết sang bên trái, đi 5 đầu ngón tay sang bên trái. Rồi chú ý thả lỏng đầu vai ra. Rồi đưa ý thức về vai trái và chéo cổ trái. Quan toàn bộ vùng nách phải căng giãn, nhẹ nhàng hít thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Lần 2. Hít thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Lần 3, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Thở hết ra. Một lần nữa, hít vào thật sâu. Ôi, mềm mại thở ra thật chậm, thả lỏng các cơ, quan sát sự căng giãn. Từ đây thu tay phải về trước mặt, rồi đẩy hông nhẹ sang trái. Chú ý, chúng ta chống ức cái bàn chân phải lên, duỗi gối phải, đạp
căng gối phải ra. Rồi chú ý giữ, để giữ được thăng bằng chúng ta nhấn chắc cái bàn tay phải xuống. Quan sát cái điểm tỳ ở vai bên trái và vùng cơ chéo trở cổ trái. Mình cảm nhận cái sự căng giãn sâu hơn và đùi sau chân phải được giãn nhiều hơn. Hơi nhẹ quận nhẹ xương cụt để giãn vùng thắt lưng. Hít thở đều và giữ ở đây. 5 4 3 2 1 Thật chậm, chống ức bàn chân trái. Chống ức bàn chân trái. Hít vào, đi bộ chân phải sang bên tay trái. Rồi, ai tốt có thể đặt vào bàn tay ha. Thở ra, đạp căng gót tay, cần giữ được thăng bằng. Rồi, đạp tăng cái gót chân bên phải ra. Hít thở đều và giữ, quan sát sự căng sâu và giãn sâu của vai trái. 5, rất tốt. 4, 3, quận xương cụt lên huyền. Quận lên chân nhái, không phải quận xuống. Đúng rồi, 1, rồi thật chậm nào. Đi chậm chân phải trở về, dê nó về hoặc đi bộ về. Rồi hạ gối xuống, duỗi mềm hai mũi chân. Xòe căng lòng bàn tay phải ra, thu nó về vị trí dễ chịu nhất. Nhấn lực về tay phải, hít vào bạn nâng tay trái lên. Thu tay trái trở về thảm. Nào hai tay lại mở rộng, hai gối chúng ta lại mở rộng. Từ đây chúng ta nhấn lực về bàn tay trái, hít sâu lướt cánh tay phải nâng lên. Mở ngực phải nào. Từ từ thở ra luồn sâu tay phải qua nách trái. Quận nhẹ xương cụt lên. Hít hai lướt tay phải nâng lên, mở nhẹ ngực phải. Chú ý trỏ tay, thở ra luồn sâu tay phải qua nách trái. Lần 3 hít thật sâu, lướt nâng lên, rất tốt. Từ từ thở ra luồn sâu tay qua nách. Một lần nữa hít vào lướt tay phải nâng lên nào, tốt. Từ từ thở ra luồn sâu tay qua nách. Rồi từ từ hạ vai phải, chưa hạ đầu cổ. Rồi vươn cái vai, vươn cái cằm, vươn cái đầu về phía trước đã. Sau đó mới hạ mang tay xuống. Từ đây di chuyển 5 ngón tay trái qua đầu. Di chuyển dài lên. Hết biên độ chúng ta di chuyển sang bên phải. Rồi, chú ý quan sát vùng chéo cổ bên phải. Quan sát toàn bộ vùng nách trái đang được căng giãn. Đưa ý thức và hơi thở về vùng chéo cổ này. Nhẹ nhàng hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm. Lỏng vai trái, mềm sâu vai phải. Lần hai, hít thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm. Thật chậm, rất tốt. Hai lần nữa, hít thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Một lần nữa, hít vào thật sâu. Và mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Rồi từ đây, bạn thu tay phải về, thu tay trái về trước mặt. Sorry cả nhà. Xoay căng bàn tay, hít vào. Bạn từ từ duỗi cái gối chân trái ra, chống ức bàn chân trái, rồi duỗi gối ra, rồi đạp cái gót chân trái ra phía sau, cuộn nhẹ cái xương cụt hướng xuống thảm. Thở ra, bạn di chuyển chân trái, chú ý nha, giữ thăng bằng, chậm thôi. Đưa cái bàn chân trái đấy hướng về cái tay phải, sau đấy thì đạp căng cái gót chân trái ra, cuộn cái xương cụt lên. Quan sát sự căng giãn vai bên phải và chéo cổ phải sâu hơn. Rồi chống nhẹ ức bàn chân bên phải lên nếu thấy không vững. Hít thở đều chúng ta giữ ở đây. 5 4 3 2 1 Chậm rãi hít vào, thu chân trái trở về. Nhấn lực về tay trái, duỗi mềm mũi chân. Thở ra nâng vai phải lên, thu tay phải trở về. Tách hai tay rộng bằng vai, xòe rộng các ngón tay ra. Từ đây chống hai ức bàn chân, nhấn một lực từ bàn tay lên vai, hít sâu bạn nâng gối, thở ra đẩy mông hướng lên bầu trời trong tư thế V ngược, trải dài lòng bàn tay, hít vào kiễng hai gót chân, thở ra trùng gối quận xương cụt, mềm vai xuống, quan sát sự căng giãn toàn bộ vùng vai, lưng, hông. Thật chậm, hít vào bạn lướt chân trái, nâng lên.
Thở ra, bước chân trái về cạnh ngoài tay trái. Hạ mềm, gối phải xuống, có thể trượt chân ra phía sau, trượt chân phải ra phía sau. Rồi tiến hai tay về phía trước. Rồi từ đây, có thể tiến bàn tay ra phía ngoài mép thảm. Các ngón tay ở phía ngoài cái mép thảm, cùi trỏ tay. Mắt cùi trỏ tay hướng về phía trước. Đúng rồi, được phép như này ha. Với cái bàn tay này thì được phép như này. Từ đây, chú ý hai cái bàn tay nó phải bằng nhau ha. Từ đây chúng ta lắc nhẹ vai này, một qua trái. Biên độ theo khả năng của mình. Hít sang phải. Chú ý này, không hạ cái gối mà chúng ta hạ cái hông ấy, thì nó giãn cái hông và nó không đau cái gối. Nếu mà chúng ta hạ đè vào cái gối này chúng ta sẽ bị đau gối. Chúng ta đẩy nó sang cái hông, được không ạ? Bắt đầu nhìn thấy nó vào vai chưa ạ? Rồi nó vào cả lườn cả hông, đúng không ạ? Rồi hít sâu nâng lên sang trái. Rồi thở ra đẩy sang phải, đẩy hẳn nó xuống hạ cái hông. Hít vào sang trái, đẩy cái vai. Thở ra sang phải, đẩy cả hạ cái hông xuống, đẩy sang phải, đẩy cái vai phải. Rồi hít ba sang trái, rất tốt. Cả háng này ạ, thở sang phải, hạ mềm hông xuống. Một lần nữa hít vào sang trái, nâng lên, rất tốt. Thở ra sang phải, hạ mềm xuống. Rồi từ đây xoay cằm hẳn sang bên trái đi ạ. Mắt nhìn về ngón chân bên phải hoặc bàn chân phải. Quan sát toàn bộ vùng cổ, đẩy nhẹ cái đầu vai phải ra phía sau. Cổ phải, eo lưng phải, kéo giãn. Hít thở đều, bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Chắc về lòng bàn tay, đưa ý về bàn tay. Hít vào đẩy thân người lên. Thở ra chúng ta xoay mũi tay, thu hai bàn tay về trong thảm. Thở hết ra nhấn lực về bàn tay, duỗi gối trái đẩy hông ra phía sau. Cuộn nhẹ xương cụt, mềm hai vai, mềm hai trỏ tay, tha lỏng đỉnh đầu xuống. Cuộn nhẹ xương cụt hướng lên bầu trời nào. Hít thở đều và giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Chúng ta vừa giữ tĩnh để cân bằng vùng hông và đùi sau chân trái. Từ đây chúng ta nhấp nhẹ. Rồi hít vào đẩy nhẹ người về phía trước, đẩy nhẹ thôi. Thở nào, cuộn lên, gối vẫn duỗi nè. Hít hai đẩy nhẹ người thôi, gối vẫn duỗi. Thở cuộn lên, cuộn cái xương cụt lên đấy ạ. Hít ba đẩy nhẹ người về rất tốt, cảm thấy cái vai nó đang nhấp nhô đấy ạ. Thở ra duỗi được cả hông, lưng và thân sau, nhưng vai gáy rất dễ chịu. Một lần nữa hít sâu đẩy lên. Từ từ thở ra mềm, vai trỏ xuống, cuộn xương cụt xuống. Cuộn nhẹ xương cụt xuống, rồi từ từ cuộn xương cụt lên trần nhà. Quan sát đùi sau chân trái được căng giãn. Hít thở đều, bạn giữ ở đây. 3, 2, 1. Nhẹ nhàng hít vào, đẩy thân người về phía trước, chìm sâu khớp háng bên phải, duỗi ngực, nâng cằm. Chống ức bàn chân phải, nâng gối phải, thở ra đẩy hông, đạp căng gót chân phải. Rồi thở hết ra, bước chân trái trở về sau cùng chân phải đẩy mông hướng lên bầu nhà. Trong tư thế V ngược, đúng rồi. Rồi từ đây hít sâu xoay cằm sang trái, nhấn vai xuống. Thở ra xoay cằm sang phải, cuộn xương cụt lên trần nhà. Hít hai xoay cằm sang trái. Thở ra xoay cằm sang phải, cuộn xương cụt. Hít ba xoay cằm sang trái, thả lỏng cổ. Thở ra xoay cằm sang phải, cuộn nhẹ xương cụt. Một lần nữa hít vào xoay cằm sang trái, nhả vai. Đúng rồi. Thở ra xoay cằm sang phải, cuộn nhẹ xương cụt. Đúng rồi. Từ đây nhấn lực về bàn tay, đẩy lên vai. Hít sâu kiếng gót chân, lướt chân phải, nâng lên. Thở ra bước chân phải về cạnh ngoài tay phải. Rồi rất tốt. Hạ mềm gối trái, duỗi mềm mũi chân trái, tiến hai tay ra ngoài thảm nào. Ai đó thảm to rộng thì chúng ta căn theo cái khả năng của mình ha. Chú ý mắt của cùi trỏ tay sẽ hướng về phía trước. Hạ mềm khớp háng trái của bạn xuống, chỉnh bàn chân sao cho thoải mái phù hợp. Từ đây nhấn một lực về bàn tay, đẩy vai duỗi ngực. Hít sâu đẩy người qua bên trái. Chú ý không đẩy vào gối, chúng ta hạ mềm cái hông. Đúng rồi. Từ từ thở ra đổ người qua bên phải, đẩy cái vai duỗi ra. Đúng rồi. Hít vào sang trái, hạ mềm hông xuống, không vào gối ha. Từ từ thở ra đẩy sang bên phải. Rất tốt, chú ý vai. Hít ba sang trái, mềm sâu xuống, tốt lắm. Từ từ thở ra sang phải, chìm sâu mở gối phải. Rất tốt.
Một lần nữa hít vào sang trái. Đúng rồi, từ từ thở ra sang phải nào. Rồi quan sát sự căng giãn. Từ đây hít vào, chúng ta thu hai tay và thân người về giữa, bàn tay trở về. Rồi thở ra, chúng ta nhấn lực về bàn tay, đẩy lên vai. Thở hết ra, nâng hông, duỗi gối chân phải, nhấc bàn chân phải. Tiếp tục mềm tay, vai và hai trỏ mềm xuống, thả lỏng cổ gáy và đỉnh đầu. Hít thở đều, bạn giữ tĩnh tại đây. 5. Mềm hơn nữa gối, đùi, vai, gáy, cổ. 4. 3. Rất tốt. 2. 1. Thật chậm. Hít vào, đẩy nhẹ người về phía trước, giữ nguyên gối hồng, chỉ người thôi. Thở ra mềm khớp háng, mềm vai và trỏ, duỗi cẳng, quặn xương cụt lên. Lần 2. Hít sâu. Đúng rồi, tốt. Thở ra hạ mềm xuống, cuộn nhẹ xương cụt, chìm vai, chìm trỏ xuống, giãn sâu. Lần 3, hít sâu. Rất tốt. Từ từ thở ra nào. Cái gối trước của Luyến nó duỗi được thế thôi à? Đúng rồi, nó phải duỗi nữa mà. Một lần nữa, hít sâu. Từ từ thở ra thật chậm, mềm vai và trỏ xuống. Hít thở đều và giữ tĩnh tại đây. 5. Thả lỏng cổ gáy vai. 4. 3. 2. 1. Chậm rãi hít vào, đẩy chân phải về phía trước vuông góc. Thở ra chống ức bàn chân trái, nâng gối trái, đạp căng gót chân, nâng hông, duỗi cái hông thẳng lên. Chị Hồng, cái gối thế này, đạp căng ra. Đúng rồi, đó đó, đúng rồi, nâng cái hông. Thở hết ra, bước chân phải trở về sau, cùng chân trái đẩy mông hướng lên bầu trời, trong tư thế ve ngược. Rồi cuộn nhẹ xương cụt lên. Nhấn một lực về bàn tay, trải dài lòng bàn tay ra khánh, bàn tay ấn xuống. Nhấn một lực về bàn tay, đẩy lên vai. Từ lực ở vai đẩy lên hông, cuộn xương cụt lên. Rồi quan sát hai tay song song với hai cánh tay. Nhẹ nhàng đưa ý thức về vùng cằm, hít sâu xoay cằm sang bên phải. Thở ra trùng nhẹ gối, cuộn xương cụt, xoay cằm sang trái. Hít hai, xoay cằm sang phải, thả lỏng đầu cổ. Thở ra sang phải, sang trái, sorry, quặn xương cụt lên. Hít ba, xoay cằm sang phải, thả lỏng đầu cổ nào. Từ từ thở ra sang trái, quặn xương cụt, rất tốt. Một lần nữa hít sâu sang phải. Từ từ thở ra sang trái, quặn xương cụt lên. Rồi từ đây đưa cằm về giữa, hít vào bạn hạ hai gối trở về thảm. Thở ra đưa mông về gót chân, có thể tách rộng hai gối. Thở hết ra cuộn xương cụt hướng xuống thảm, kéo mông về gót chân. Di chuyển hai tay dài ra phía trước, mềm hai vai, hạ mềm trán mũi xuống thảm. Hai tay chắp lại. Thật chậm, mở rộng hai trỏ sang hai bên xíu. Mở rộng theo biên độ và khả năng của bạn. Hít vào, nâng hai tay chắp ra phía sau gáy. Thở ra mềm vai xuống, đưa các ngón tay duỗi về hông. Thả mềm đôi vai, thả lỏng gáy cổ, quan sát các đốt sống vùng cổ, các đốt sống vùng lưng đang được mềm xuống. Nhẹ nhàng hít vào thật sâu, nhấc nhẹ trán duỗi dài. Từ từ thở ra hạ mềm hông, thả lỏng lưng. Hít thật sâu lần hai. Mềm mại thở ra thật chậm nhả mềm các cơ vùng vai, nách, tay. Thở hết ra thả mềm hông, lưng. Hai nhịp thở nữa, hít thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm. Một lần nữa, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm bạn thở hít ra. Rồi từ đây nhẹ nhàng tách hai tay, rồi hạ xuống thảm. Xoay rộng các ngón tay, thả mềm vai, thả mềm cánh tay. Đưa ý thức về vùng hông, lưng. Nhẹ nhàng hít vào đưa nhẹ hông sang trái. Rút rốn quận mông xuống thảm. Thở ra đưa hông qua bên phải, nhẹ nhàng thả lỏng. Hít
hai sang trái, thư giãn vai cổ, thả lỏng hông. Từ từ sang phải, thả lỏng hơn nữa. Hít ba sang trái và thật chậm từ từ thở ra qua phải. Rồi thật chậm hít vào trở về giữa, đưa hông về giữa, thở ra nắm hai tay thu về gối, nhẹ nhàng chống bàn tay, nâng thân người lên. Khánh ơi, nắm tay thu về gối, chống bàn tay, nâng thân người, khép hai gối lại nào. Ngủ à? Ngủ được tí à? Tí ngủ à? Chưa ngủ không? Rồi từ đây, hai tay mình đặt lên đùi trên, hai cùi chỏ hướng sang hai bên. Ai đau cổ chân thì có thể đổi tư thế ngồi xếp bằng. Nhẹ nhàng hít vào một hơi thật sâu, quận xương cụt xuống thảm. Thở ra khép cằm thu về cổ. Thở hết ra, chúng ta đưa cằm sang trái. Nhẹ nhàng hít sâu, đưa cằm qua bên phải. Từ từ thở ra, đưa cằm sang trái. Chú ý khép cằm đưa về cổ. Hai lần nữa hít vào sang trái, sang phải, sorry. Chậm chậm thở ra sang trái. Chú ý cuộn xương cụt hướng xuống thảm. Rất tốt. Một lần nữa hít sâu sang phải. Chậm chậm thở ra đưa cằm sang trái. Khép cằm lại, cuộn xương cụt hướng xuống thảm. Rồi từ đây hít vào đưa cằm về giữa. Thở ra đưa cằm sang bên phải. Khép cằm thu về cổ. Hít vào đưa sang trái. Đẩy nhẹ đầu vai phải ra sau. Khép về cổ. Thở ra đưa sang phải. Mềm vai phải xuống. Hai lần nữa hít vào đưa cằm sang trái. Đẩy đầu vai phải ra sau. Từ từ thở ra sang phải. Khép cằm thu về cổ. Một lần nữa hít sâu sang trái. Đẩy nhẹ đầu vai ra sau, cả hai đầu vai. Thở ra sang phải. Khép lại thu về cổ. Rồi từ đây hít vào đưa cằm về giữa. Thở ra chúng ta tách tay hạ xuống thảm. Rồi xoay người hạ lưng xuống thảm. Nằm co hai chân lại trong tư thế cây cầu. Duỗi gáy cổ dài. Nâng hông lên, trải dài các đốt sống và hạ mềm xuống thảm. Co hai gối, hai chân mở rộng song song bằng hông. Hai tay xuôi theo thân úp xuống thảm, check một góc 45 độ. Rồi, chú ý hai tay nhấc lên. Các ngón tay hướng lên trần nhà. Hai bả vai nhấc lên khỏi thảm. Cao lên chị Hồng. Nhấc cả cùi chỏ thẳng cánh tay lên. Thẳng cánh tay lên chị Hà. Đúng rồi, Yến. Yến ơi, thẳng cánh tay lên em. Rồi lòng bàn tay hướng chạm vào nhau. Rồi chú ý khép cằm thu về cổ. Nâng đầu lên. Rồi khép cằm thu về cổ. Quan sát vùng gáy cổ giãn. Rồi quan sát vùng lưng giữa, lưng dưới giãn. Từ đây nhẹ nhàng đưa ý thức về tay. Toàn bộ lòng bàn tay. Hít sâu nhấc bả vai nâng tay lên. Chậm chậm từ từ thở ra hạ mềm từ đầu vai, cơ tay, phần cánh tay, cẳng tay, cổ tay. Thấy cái vai nó bắt đầu được chạm xuống, bả vai chạm xuống hoàn toàn. Tay nó hơi trùng, đúng rồi. Lần 2, hạ hẳn vai đi Khánh. Vai nó mềm xuống, đúng rồi. Lần 2, hít sâu, từ từ vươn cánh tay lên. Hai cái bả vai nó được nhấc lên. Đúng rồi, rất tốt. Tách các ngón tay thả lỏng. Khép cằm lại để giãn gáy cổ. Chậm chậm thở ra hạ mềm từ hai bả vai, hai đầu vai, hai cánh tay, rồi cẳng tay, cổ tay, bàn tay và các ngón tay. Lần 3, hít sâu, từ từ nâng hai bả vai lên. Rồi cánh tay vươn dài lên, khép cằm lại nào. Đúng rồi. Từ từ thả ra, thả mềm các cơ xung quanh bả vai, hai đầu vai, cánh tay, cẳng tay, bàn tay và các ngón tay. Tiếp tục hít vào, từ từ nâng hai bả vai lên, duỗi thẳng cánh tay lên. Chú ý mềm vai,
khép cằm lại, giãn gáy cổ, từ từ thở ra mềm hai bả vai xuống chậm thôi, mềm hai đầu vai xuống chậm thôi, mềm vai xuống nào Khánh, hẳn mềm nữa, đúng rồi tốt, mềm cẳng tay, đúng rồi Hương, tốt lắm, đúng rồi Huyền, rất tốt. Một lần nữa hít sâu thẳng cánh tay lên nào, nhấc hai bả vai lên, rất tốt, duỗi thẳng cánh tay, đúng rồi, nhưng mà thả lỏng cổ, khép thu về, cầm khép thu về, thở ra mềm hai vai, hai cánh tay, cẳng tay, cổ tay, bàn tay, rồi từ hạ mềm hai cùi chỏ xuống, hạ mềm hai cùi chỏ xuống, cánh tay nó vẫn ở trên, chỉ hạ cùi chỏ vuông góc, khép cùi chỏ về, mạn sườn, chị Hồng ơi, đúng rồi, tách các ngón tay ra, đúng rồi, luyến khép cùi chỏ về mạn sườn tí nữa, đúng rồi, Yến ấy, Yến thu hai bàn chân về gần nhau một tí, bàn chân đang cách xa nhau quá, đúng rồi, rồi khép cằm thu về cổ từ đây. Nhấc các ngón chân lên, hạ bàn chân xuống, rồi trải dài lòng bàn chân xuống thảm, khép cằm lại, hít vào một hơi thật sâu, từ từ quặn xương cụt hướng về rốn, nâng lưng dưới, lưng giữa và lưng trên lên, từ từ bạn đẩy hông lên, duỗi lên, duỗi cái hông lên, khép cằm thu về cổ, quan sát cái vùng gáy phía sau được duỗi dài ra là đúng, rồi kéo cái xương mu về phía sau, mặt trước nó hơi vát, mặt sau nó duỗi cái gáy, rồi hai tay vẫn áp sát như thế, có thể nhấc cái chỏ lên rồi hạ mềm nó xuống để quan sát cái vùng cơ vai và cánh tay nó lỏng. Hít thở đều, bạn kéo đáy chậu lên, 5 4 3 2 1, chậm rãi thở ra, hạ mềm từng đốt sống trở về thảm, thả mềm các cơ, thả lỏng hông, lưng, vai. Từ đây hạ bàn tay trở về thảm, tiếp tục nhấc vai trên và lưng trên lên, hạ mềm xuống, khép cằm lại, rồi tiếp tục. Lần 2, bàn tay hướng vào nhau, cùi chỏ áp sát bên mạn sườn, tách rộng các ngón tay ra, tách rộng các ngón tay, Hạnh, nhìn cô Huyền, nhìn cô Huyền, đúng không? Luyến ơi, đúng rồi, khép cùi chỏ bên mạn sườn đi em, khép hai chân lại, chân rộng quá, đúng rồi, khép cằm thu về cổ, rồi từ đây đưa ý thức về vùng xương cụt, nhẹ nhàng hít thật sâu, quận xương cụt hướng về rốn, nâng lưng dưới, lưng giữa, lưng trên lên, từ từ bạn đẩy hông lên, duỗi ngực, rồi khép cằm thu về cổ, kéo xương mu về phía xương ức, kéo đáy chậu lên, rồi quan sát cái gáy nó trượt dài, vươn dài ra, nó giãn cả cái gáy cổ, cái vai duỗi rất là dễ chịu, rồi toàn bộ mặt trước thân người giãn rất dễ chịu, tay thả lỏng. Hít thở đều, bạn giữ ở đây, 5 4 3 2 1, thật chậm, hít vào hạ mềm từng đốt sống trở về thảm, chậm thôi, thật chậm, chậm, đúng rồi, rất tốt. Từ từ thở ra, nhấc vai duỗi dài và hạ mềm xuống, úp bàn tay trở về thảm, hai tay tách rộng sang hai bên, úp lòng bàn tay xuống thảm, tách các ngón tay rộng ra, tay sang ngang đi Khánh, rộng sang hai bên, ngang sang hai bên, đúng rồi, đúng rồi, khép cằm thu về cổ. Từ đây nhấc bàn chân lên, hít sâu, duỗi gối đạp căng bàn chân lên trần nhà, thở ra quận xương cụt, khép cằm thu về cổ, thở hết ra, chúng ta nhẹ nhàng co hai gối lại, hướng gối về ngực, đúng rồi, hít hai, từ từ duỗi gối đạp căng gót chân, khép cằm thu về cổ nào, khép cằm thu về cổ, chú ý nào, thở ra co gối lại, rồi thả lỏng cổ ra, hít ba, duỗi gối đạp căng gót chân, khép cằm lại, thở ra co gối, thả lỏng chân, thả lỏng hông. Một lần nữa hít vào, duỗi gối đạp căng gót chân, khép cằm thu về cổ, chậm chậm thở ra co gối, thả lỏng hai chân, hướng gối về ngực sâu hơn, thở hết ra, đưa hai tay qua đỉnh đầu, mềm hai cùi chỏ, hai cùi chỏ được gập lại để hai bả vai trùng hai cùi chỏ lại Khánh, đúng rồi, trùng cùi chỏ để hai cái bả vai nó được giãn dưới thảm, đúng rồi, rất tốt. Thở hết ra, gối co về ngực hết khả năng, nhưng lỏng toàn bộ vùng hông, chú ý hết nhưng mà không được căng vùng nào hết, lỏng cái gối ra, lỏng cái thân giữa và thân sau,
Thở hết ra chúng ta xoay người, đổ thân người qua bên trái, hết biên độ sang trái. Rồi xoay cẳng qua bên phải. Hạ bàn chân xuống, hạ gối xuống, hạ đùi xuống. Từ đây, đưa ý thức về chân bên phải, hít vào từ duỗi gối phải ra. Có thể đẩy gót ra thì tốt, thở ra xoay cằm qua bên phải nào. Quan sát toàn bộ vùng cổ, vai, gáy, hạ mềm hơn nữa cùi trỏ tay phải. Quan sát toàn bộ vùng hông, lưng, vai. Hít thở đều, bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1 và thật chậm, co gối chân phải lại. Nhẹ nhàng hít sâu, thu hai chân về giữa. Khép hai gối về ngực, quặn xương cụt xuống thảm. Nhấc vai, hạ mềm xuống. Nhấc hai trỏ, hạ mềm xuống. Thở ra, đổ hai gối sang bên phải. Hết biên độ. Có thể xoay cằm sang trái. Rồi từ từ đưa ý thức về chân trái. Hít sâu, nâng bàn chân trái, duỗi gối đạp căng gót chân. Hạ mềm xuống thảm. Thở ra mềm hơn nữa trỏ bên trái. Cằm trái, hông và lưng bên trái. Quan sát hông, lưng, vai, cổ. Hít thở đều, bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Nhẹ nhàng hít sâu, co gối chân trái. Thu hai chân về giữa. Thở ra, chúng ta thu hai tay xuôi theo thân. Duỗi gối hai chân, gót chân trong thảm, mũi chân ngoài thảm. Mũi chân ngoài thảm. Đưa hai tay xuống hai mông, vén hai thịt gối sang hai bên. Sau đó nhấc lưng dưới, duỗi dài ra, hạ mềm xuống, nhấc vai lên, duỗi dài, hạ mềm xuống. Nhấc đầu lên, duỗi dài, hạ mềm. Hai tay buông xuôi theo thân. Ngả mềm hai mũi chân sang hai bên đi Khánh. Đúng rồi. Khép cằm lại. Ngửa bàn tay ra Hương. Bàn tay ngửa. Hương ơi, ngửa bàn tay. Ngủ mất rồi. Hãy nằm xuống như một đứa trẻ ngủ trên giường. Sau những giây phút đầy hoạt động, cảm nhận các cơ đang được trải dài trên thảm. Tâm trí, hơi thở và cơ thể này đang được thả lỏng. Cảm nhận sự thả mềm từ trái tim, sự thả lỏng từ hai lá phổi, sự thư giãn và buông thư của toàn bộ cơ thể. Trong đôi mắt khép, quan sát sự thư giãn và thả lỏng toàn bộ các khớp vùng cổ, các đốt sống vùng cổ, các cơ xung quanh cổ, gáy và đôi vai. Thả lỏng hơn nữa toàn bộ khuôn mặt của bạn. Quan sát sự thả mềm từ các cơ vùng cổ, các cơ vùng mặt. Rồi cảm nhận sự giãn sâu của các cơ. Cảm nhận sự trải dài của các cơ. Sau khi cảm nhận sự trải dài các cơ tại vùng cổ, gáy, vùng mặt, trải dài xuống phía trước cổ, xuống mặt trước thân người, xuống toàn bộ vùng đùi trước, khớp gối, đùi sau, hay toàn bộ vùng lưng, vùng mông, vùng đùi và toàn bộ gân kheo hay gót chân.
từ từ đưa ý thức quay trở lại nơi đây, đánh thức từng giác quan trên cơ thể bạn, cử động 10 đầu ngón chân, 10 đầu ngón tay, nhẹ nhàng khẽ mở đôi mắt, chớp mắt, mở mắt, chớp mắt, mở mắt, mắt nhìn lên trán, xuống mũi, lên trán, xuống mũi, lên trán, xuống mũi, lên trán, mắt nhìn sang trái, sang phải, sang trái, sang phải, sang trái, sang phải, mắt xoay 3 vòng từ phải sang trái. Ba vòng từ trái sang phải. Nghiêng đầu sang trái. Sang phải. Sang trái. Sang phải. Sang trái. Sang phải. Trở về giữa. Hai chân co lại. Nghiêng người sang một bên. Chống bàn tay. Nâng thân người ngồi dậy. Khép đôi chân trong tư thế ngồi xếp bằng. Hai tay chắp lại trước ngực, xoa nóng bàn tay. Xoa thật nóng lên. Xoa thật nóng lên nào. Nóng thêm chút nữa. Thêm chút nữa. Thả lỏng vai. Thả lỏng vai. Rồi từ từ đưa hai tay ra gáy. Xoa nóng cổ gáy. Chéo sang hai bên. Rồi ra trước cổ. Chúng ta đi này nhé. Một số chỗ hay dậy đi này là sau sẽ ép cổ đi ngược lên này. Hoặc dùng cườm tay để đi lên này. Không rồi, kéo xuống sẽ ép cổ. Già thì da mặt sẽ không trùng, da cổ trùng bất thường. Rồi tiếp tục xoa nóng bàn tay. Da thật nóng, tác ứng vào bàn tay, thả lỏng vai. Nóng hơn chút xíu. Hai tay áp vào mắt. Cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay được truyền sâu vào hốc mắt. Biết ơn đôi mắt này đã giúp tôi nhìn được thế giới quan xung quanh và nhìn được những người tôi yêu thương nhất. Từ từ bạn khẽ mở đôi mắt. Tay đưa ra xa, mắt nhìn theo tay. Hai tay chắp lại, ngón cái chạm trước ấn đường, nơi khai mở con mắt thứ ba, nơi khai mở ánh sáng của lòng từ bi, của trí tuệ, sức khỏe và sự minh mẫn. Từ từ bạn hạ tay hướng về ngực, nơi trái tim của bạn đang ngự trị. Cúi đầu xuống, hướng ánh nhìn về trái tim yêu thương và cùng nói lời chào nhau. Namaste. Cảm ơn lớp mình.